Xin được kính chào quý gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, Phong thủy Gia Cát xin gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay, Diễm Quỳnh cùng với Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi trọn đời của tuổi Đinh Hợi 1947 năm mạng. Nhìn chung cuộc sống của gia chủ tuổi này diễn tiến tốt đẹp, nếu biết phấn đấu có thể đạt được nhiều triển vọng cao. Tuy nhiên, xét trong từng niên vận vẫn không được chủ quan. Cụ thể đó là vào năm Nhâm Dần 2022 thì bản mệnh gặp phải sao Thái Bạch chiếu mệnh. Rất dễ hao tốn tiền của, ốm đau, bệnh tật, làm ăn lận đận. Và muốn biết cách khắc chế và hóa giải, xin mời tất cả quý gia chủ Đinh Hợi sinh năm 1947 theo dõi nội dung chi tiết trong video ngay sau đây. Xin mời quý vị. Trước tiên, Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán về tử vi trọn đời, cuộc đời năm mạng Đinh Hợi sinh năm 1947. Gia chủ năm mạng Đinh Hợi sinh năm 1947 có cung mệnh thuộc cung Cấn, trực Ngụy, mạng ốc thượng thổ, đất ổ tò bò, khắc thiên thượng thủy, con nhà huỳnh đế phú quý, xương con heo, tướng tinh con rơi, cậu tài cậu quý độ mạng. Có thể gói chọn tổng quan cuộc đời quý gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 năm mạng qua bài thơ sau. Đinh Hợi cung Cấn số này, đất ở dưới thấp bò lên nóc nhà, thuận sinh mùa hạ thì sang, có phần sung sướng, người sang nể vì, thổ vượng tứ quý lo chi. Thu đông xuân mộc, khắc lòng chẳng an, làm trai Đinh Hợi gan lì nhưng mà ngay thẳng ít ai bạo tàn, số người chết hụt chết oan nhưng nhờ trời độ qua cơn tai nạn. Vợ chồng lỡ dỡ đò ngang, duyên sau mới hiệp mới an cửa nhà. Ra ngoài sang quý số này, vận sau lại càng thêm phần giàu sang. Tổng quan, tuổi Đinh Hợi, cuộc đời tuổi nhỏ đầy đủ và vui tươi, sống một cuộc sống đầy phần sung túc. Nhưng vào thời trung vận, tức là vào tuổi 20 đến 36, có lắm u buồn. Tuy nhiên cuộc sống vẫn ở vào phần tốt đẹp, đường công danh sẽ lên cao vào khoảng từ 26 tuổi trở đi. Vào thời hậu vận thì hoàn toàn tốt đẹp, sống đầy đủ và càng tăng thêm sự vui vẻ của cuộc đời. Bao giờ cũng lấy căn bản khả năng tạo lấy được phần danh vọng mai sau. Tuổi Đinh Hợi có rất nhiều tốt đẹp đủ mọi khía cạnh cuộc đời. Đời sống hoàn toàn ở trên trung tầng của cuộc sống và có thể nếu đầy đủ sự sáng suốt sẽ lên đến thượng tầng của xã hội. Tóm lại, cuộc đời của tuổi Đinh Hợi sẽ hoàn toàn tốt đẹp, triển vọng của tương lai đầy vui tươi và sung sướng. Có thể mạng số sẽ lên đến cuộc sống thượng tầng của xã hội. Số không được hay đẹp về vấn đề tình duyên. Từ 30 tuổi trở đi mới có kết quả hay về đường danh vọng. Hưởng thọ từ 56 đến 68 tuổi, tức là mức tối đa. Nếu có phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ. Tình duyên. Về vấn đề tình duyên của tuổi Đinh Hợi không được hoàn toàn tốt đẹp vào buổi đầu. Có vài lần thay đổi và đổ vỡ. Vấn đề tình duyên, tình yêu khó đi đến con đường hạnh phúc. Theo khoa tướng số, số tử vi nhận xét thấy rằng tuổi Đinh Hợi sẽ có nhiều đau khổ về vấn đề tình duyên. Tuy nhiên căn cứ vào tháng sinh mà xác định thì tuổi Đinh Hợi chia ra làm 3 giai đoạn sau. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì trong cuộc đời bạn sẽ có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên. Đó là bạn sinh vào những tháng 4, 8, 9 và 12 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 3, 5 và 10 âm lịch. Và nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn hoàn toàn được hưởng lấy hạnh phúc và chỉ có một vợ một chồng mà thôi, đó là bạn sinh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch. Trên đây là những diễn tiến về vấn đề tình duyên của bạn theo sự sinh đẻ từng tháng của bạn đối với cuộc đời. Gia đạo công danh. Về công danh có phần lên cao vào tuổi 26 trở đi. Nếu có nhiều sáng suốt và kiên nhẫn, bạn sẽ lên đến tuyệt đỉnh của phần danh vọng. Gia đạo đầy đủ và sống trong sự vui vẻ của cuộc đời. Phần gia đạo không có gì quan trọng, chỉ có quan trọng về phần công danh. Sự nghiệp có thể lên cao vào khoảng 36 tuổi trở lên. Tiền bạc được hoàn toàn tốt đẹp, có triển vọng về tiền tài. Số sống sang cả, vấn đề tiền tài chỉ là vấn đề phụ thuộc công danh. Khi công danh đã lên cao thì sự nghiệp và tiền tài thêm phần vững chắc và sung túc.
nhưng phần công danh như đã nói ở trên thì vấn đề sự nghiệp và tiền tài sẽ không còn thắc mắc nữa vậy. Tuổi hợp làm ăn, trong việc phát triển công danh, cộng tác hay hợp tác làm ăn hay trong tình bè bạn cũng nên lựa chọn những tuổi hợp với tuổi mình mới có thể nương vào đó mà sáng tạo công danh sự nghiệp. Tuổi Đinh Hợi, hợp làm ăn kết bạn hay mọi vấn đề khác trong cuộc đời đều hợp với các tuổi Canh Dần, Nhâm Thìn. Hai tuổi này có thể hợp tác làm ăn, có cơ hội phát triển công danh, sự nghiệp lẫn tiền tài. Bạn nên kết bạn hay giao dịch với những người tuổi này rất tốt để tạo ra tiền bạc. Bên cạnh việc chọn tuổi hợp để làm ăn, trong năm nay bản mệnh cũng cần lưu tâm trong công việc để tránh thất thoát, thậm chí là bị kẻ xấu lợi dụng, đâm sau lưng. Lý giải cho điều này là do ảnh hưởng của sao Thái Bạch, một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn gây ảnh hưởng đến cả tính mạng. Tốt nhất bản mệnh nên dự phòng cho mình để tránh tác động xấu của sao hạn gây ra. Phong thủy Gia Cát gợi ý cho quý gia chủ nên mang theo bên mình vòng tay tam hợp, Hợi, Mão, Mùi. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp Quý Thần, Hợi, Mão, Mùi. Tam hợp Mộc Cục có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ Hợi, Mão, Mùi. Dựa vào nguồn gốc quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ xưa kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não mang năng lượng dương cao, thân chủ khi sở hữu vòng tay này sẽ được phù trợ đắc lực, chiêu vận quý nhân, giúp đỡ mỗi khi gặp rủi ro và khó khăn. Đặc biệt, vòng tam hợp Hợi, Mão, Mùi sẽ được các thầy trong Hiệp hội Tâm linh Việt hỗ trợ bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên sẽ phát huy được công năng tối đa, hộ thân, chiêu tài, kích vận cho từng cá nhân sở hữu. Lựa chọn vợ chồng. Sau đây là những tuổi hợp cho sự kết duyên hay tạo lấy hạnh phúc. Những tuổi này làm cho cuộc đời bạn tạo lấy được cơ hội và dễ dàng làm ăn hay trong mọi khía cạnh khác của cuộc đời, đó là những tuổi Canh Dần, Nhâm Thìn, Bính Tuất. Bạn kết hôn với tuổi Bính Tuất, cuộc sống bạn được đẩy mạnh lên cuộc sống hoàn toàn tốt đẹp. Với tuổi Canh Dần, bạn dễ tạo ra tiền bạc và có thể hưởng đầy đủ sự sung sướng. Với tuổi Nhâm Thìn, cuộc sống hoàn toàn phát triển về danh vọng. Trên đây là những tuổi mà nếu bạn kết duyên, cuộc sống sẽ được đầy đủ và có thể đẩy cuộc đời đến chỗ giàu sang. Kết hôn với những tuổi này, đời bạn chỉ có một cuộc sống trung bình mà thôi. Đó là bạn kết duyên với những tuổi Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Quý Tỵ, Ất Mùi. Những tuổi này chỉ hợp về đường tình duyên mà không hợp về khía cạnh nào khác. Bạn kết duyên hay xây dựng hạnh phúc với những tuổi này thì cuộc sống sẽ không tạo được đầy đủ mà có thể phải sống trong sự nghèo khổ và khó khăn trong mọi lĩnh vực của cuộc đời. Đó là bạn kết duyên với các tuổi Tân Mão, Ất Dậu, Kỷ Mão, Quý Mão. Những tuổi này không tạo được gì khả dĩ, bảo đảm cho cuộc đời nếu kết hợp với tuổi của bạn. Có những năm rất xung khắc tuổi của bạn, không nên cưới vợ hay kết duyên trong những năm này. Vì tính chuyện hôn nhân sẽ không thành hay thành thì phải chịu cảnh xa vắng triền miên. Đó là vào những năm mà bạn ở vào số tuổi 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 54 tuổi. Những năm mà bạn ở vào số tuổi này rất kỵ với việc cưới xin. Nếu bạn sinh vào những tháng này sẽ có số đào hoa, có nhiều thê thiếp trong cuộc đời hay nhiều tình yêu. Đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 8 và 9 âm lịch. Đó là bạn sinh vào những tháng tốt đẹp, có nhiều người khác phái, lưu ý về chuyện tình duyên, cũng như là bạn có số đào hoa. Tuổi Đại Kỵ. Với những tuổi này, bạn không nên hợp tác làm ăn hay kết duyên, bất cứ những sự gì trong cuộc đời đều đại xung kỵ. Nếu không thì bạn sẽ bị tuyệt mạng hay biệt ly, không tốt đẹp cho cuộc sống. Đó là các tuổi Kỷ Sửu, Ất Mùi, Tân Sửu, Quý Mùi. Những tuổi này chẳng những không giúp bạn mà còn làm hại cuộc đời của bạn. Năm khó khăn nhất, tuổi Đinh Hợi có những năm khó khăn nhất trong cuộc đời, làm ăn không được kết quả, tính chuyện hôn nhân sẽ có nhiều rắc rối, hay bất cứ mọi vấn đề đều khó khăn và ít được thành tựu. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 24, 28, 30 và 36 tuổi.
Những năm này bạn nên đề phòng tai nạn, bệnh tật hay những sự đổ vỡ về tình duyên hay sự nghiệp. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, tuổi Đinh Hợi có những ngày giờ xuất hành hợp nhất trong đời, đó là những ngày chẵn, giờ lẻ và tháng lẻ. Xuất hành vào những ngày giờ kể trên, cuộc đời sẽ không bao giờ gặp sự thất bại và luôn có kết quả tốt. Bên cạnh đó, nếu đi xa, năm mạng Đinh Hợi sinh năm 1947 nên mang bên mình vật phẩm hộ thân, bát bảo tâm kinh để luôn được bình an trên mọi nẻo đường. Vật phẩm được thiết kế dựa trên hình tượng của Phật Pháp với mặt trước là bát bảo của nhà Phật và mặt sau khắc chú Bát Nhã Tâm Kinh. Kèm theo đó là những chạm khắc tinh tế hình ảnh đài sen là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát để mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, sự bình an, cát lành cho gia chủ sử dụng. Trên cùng của pháp khí là một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh sôi, sức sống mãnh liệt, thuần khiết và trong sáng. Sử dụng bát bảo tâm kinh để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, bát bảo tâm kinh sẽ được các thầy trong Hiệp hội Tâm linh Việt hỗ trợ bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ sở hữu, vậy nên sẽ phát huy được công năng tối đa. Diễn biến từng năm, từ 20 đến 25 tuổi. 20 tuổi có nhiều buồn rầu, năm này không có nhiều may mắn cho lắm. Vào tháng 8 trở đi có hy vọng, nhiều về đường công danh. Tuổi 21 có triển vọng về đường tình duyên và có nhiều hy vọng nắm lấy thắng lợi cho cuộc đời. Năm này tiền bạc tuy không được tạo ra nhiều, nhưng cuộc sống có phần vui tươi và sung túc. 22 tuổi, năm này hơi kỵ tuổi nên cẩn thận trong việc xuất hành, đi xa vào những tháng 6 và 8, ngoài ra những tháng khác bình thường. 23 tuổi, năm này đề phòng tai nạn, rất xung khắc vào tháng riêng và tháng 10, không nên phát triển nghề nghiệp hay làm ăn thất bại, trừ những tháng 4 và tháng 6 thì tốt. 24 tuổi, năm này có kết quả về đường công danh lẫn tình duyên và sự nghiệp, cuộc sống có phần phát đạt mạnh. 25 tuổi, năm bình thường chỉ có sôi động về vấn đề tình duyên gia đạo mà thôi. Riêng tháng 5 thì có tài lộc hay là của hoạch tài. Từ 26 đến 30 tuổi, 26 tuổi có nhiều tốt đẹp cho cuộc sống. Công danh đã bắt đầu lên cao, cuộc sống có phần thay đổi và tình duyên lẫn sự nghiệp đều có phương diện mạnh mẽ. 27 tuổi, năm này có kết quả về tài lộc vào những tháng riêng và 3. Ngoài ra thì những tháng khác được tốt về đường công danh lẫn tình duyên. 28 và 29 tuổi, hai năm này không có vấn đề gì sôi động, chỉ bình thường trong mọi công việc làm ăn cũng như vấn đề tiền bạc. Năm 25 tuổi, có xung kỵ vào tháng 6 và tháng 11, hai tháng này có hao tài đôi chút và bệnh hoạn. Năm 30 tuổi mới có tiến triển về nghề nghiệp. Từ 31 đến 35 tuổi, vào số tuổi 31 không được hay đẹp lắm, bạn nên cẩn thận đề phòng vào năm này. Năm này mang nhiều tai tiếng và cuộc sống có nhiều thay đổi, có sự lo lắng bình thường. Năm 32 tuổi, không nên giao phó cho ai tiền bạc cũng như mọi sự cộng tác hay hợp tác làm ăn. Năm 33 tuổi, nhiều sự lo buồn, vấn đề tiền bạc trở nên khó khăn, khó tạo được những chuyện hay đẹp trong cuộc đời. Năm 34 tuổi, phát triển mạnh trong mọi vấn đề. Vào tháng 3 thì tốt, kỵ vào tháng 12 không nên đi xa hay tính chuyện làm ăn buôn bán. 35 tuổi, có trắc trở về mọi vấn đề tình duyên. Bạn nên coi chừng công danh và sự nghiệp bị sụp đổ vào năm này và nhất là những tháng 5 và 7. Từ 36 đến 40 tuổi, năm 36 tuổi, năm này bạn có nhiều hy vọng thành công trong cuộc sống và có thể xây dựng được sự nghiệp tương lai, tiền bạc trong năm này nếu sáng suốt thì tên tuổi lẫy lừng. Năm 37 và 38 tuổi, hai năm này tạo dựng được cuộc sống khá tốt đẹp, có thể tạo lập sự giàu sang và phú quý vào những năm kể trên. Năm 39 tuổi, yên tĩnh, mọi việc đều an bài theo số phận, có thể tạo được nhiều tiền của, danh vọng. Năm 40 tuổi, sự sống hoàn toàn êm đềm và đầy đủ, có thể tạo được nhiều kết quả cho nghề nghiệp, sự sống của bạn. Năm này, gia đạo yên vui, phần con cái có tạo thêm càng tốt. Từ 41 đến 45 tuổi, năm 41 tuổi có đau bệnh hay hoạn nạn nên tránh vào những tháng 4 và 7, nên cẩn thận vào tháng 2. Ngoài ra những tháng khác trung bình, 42 và 43 tuổi, cuộc sống đầy đủ, gia đình hạnh phúc, tiền bạc dư giả. Năm 44 và 45 tuổi, năm này bạn có thể có triển vọng tốt đẹp, nếu sinh con thì có phúc đức, nên làm phúc thì được tiền của và có thể có nhiều tốt đẹp và tiền bạc. Từ 46 đến 50 tuổi,
năm 46 tuổi sẽ có thể làm được những việc tốt đẹp, tiền bạc đầy đủ và phần con cái có triển vọng hay đẹp. Năm 47 và 48 tuổi thanh nhàn, có sôi động về đường danh vọng và tiền bạc. Năm 49 và 50 tuổi, vào năm 49 tuổi không được mấy hay đẹp, tiền bạc có phần hao hụt, cuộc sống có thay đổi, phần gia đạo không được hoàn toàn êm đẹp. Từ 51 đến 55 tuổi, năm ở vào tuổi 51 không nên giao dịch làm ăn hay đi xa là không tốt. Những tháng 8 và 10 có triển vọng về đường tài lộc và tình cảm. Năm 52 tuổi, có phúc lắm thì mới thoát khỏi tai nạn. Năm 53 tuổi, sẽ có kết quả về phần gia đạo và sự nghiệp. Cẩn thận về con cái, đề phòng có đại nạn vào tháng 6 và tháng 7, không nên đi xa vào những năm này. Năm 54 và 55 tuổi, hai năm này công danh và sự nghiệp tiền bạc chỉ ở mức độ bình thường, không có gì quan trọng. Từ 56 đến 60 tuổi, 56 tuổi hay đẹp, có phước lộc và tạo thêm cho gia đình sự nghiệp nhiều tốt đẹp. Năm 57 tuổi, năm trung bình, không có hao tài, cũng không có thâu tài, nghĩa là năm này bình bình. Năm 58 tuổi, năm này có khá về đường tình cảm, đường tài lộc khá tốt, trừ tuổi cá nhân thì hơi xấu mà thôi. Năm 9 và 60 tuổi, hai năm này bạn có kết quả về sự nghiệp, về mọi việc khác đều ở trong sự bình thường. Mọi vấn đề trong cuộc sống diễn biến từ từ theo cuộc sống của bạn và không có gì thay đổi đáng quan trọng. Tới độ tuổi 70, thất thập cổ lai hy thì đã đạt đến cảnh giới đắc đạo, tâm tính và đạo đã hợp nhất. Mọi thứ đã trở thành một, cho nên là nghĩ gì hay làm gì cũng đều hợp đạo, khó vi phạm phép tắc. Tuy nhiên không vì thế mà chúng ta tránh được hết những biến cố của cuộc đời. Xem tử vi phong thủy cũng là cách giúp chúng ta hiểu mình, hiểu vận và từ đó có được sự phòng bị, chuẩn bị tốt nhất cho bản thân, chiêu cầu may mắn và an lành đến với mình. Và chúng tôi Phong Thủy Gia Cát hy vọng rằng những chia sẻ từ kênh về chọn đời tử vi của tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 năm mạng trên đây sẽ chính là nguồn tư liệu hữu ích đối với tất cả quý vị. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, như ý và cát tường.